Rồi, vào con các bác. Hôm nay lại phiên chợ. Tôi mò dậy rất sớm này, thì có việc đi làm. Nhưng mà mày mới đi sớm, cây rất là đẹp. Để quay luôn các bác cái ổi này nha. Vừa đây có mấy chữ, vừa lượn con vòng hết cho cây. À đây, đâu, cây vú bò của Huynh đâu? Đây, một hai cây đây. Đâu, quả cây vú bò đâu? Đây. Ui ơi, to này kìa. Dạ, như thế này. Chưa thấy bao giờ. Nhìn cứ tưởng cái nhà này. Nhìn tưởng cái nhà này. Vú bò nhưng mà mới này chưa thấy bao giờ. Toàn cây mọc trong kia rồi, ông đi vào ông dặn nhiều đi rồi. Toàn cây mọc thẳng thôi. Cái này có cái quả đỏ đỏ đẹp lắm. Đúng không? Ở quê thì mới biết được. Nhìn qua cũng tưởng cái nhà này không biết. Đây, nhìn cái lá này. Họ nhà sung mà. Họ nhà sung. Hồi xưa chăn trâu hay ăn cái quả này lắm. Bú bò. Quả nó như cái bú bò. Đẹp đấy. Kiếm đâu cái bới này hay đây? Phải vào rừng thôi mới có được cái này. Phải xa đi. Vừa mới quật về rồi chứ. À đâu? Trên chậu rồi, nhìn hình chậu. Rồi ra nó nặng quá, cái chậu nó xi măng nó như này nhưng mà to. À có mẹ ra. Đẹp đấy. Đi toàn hàng độc đáo nhỉ. Đây này. Ồ. Cái anh chơi toàn sơn. Cây của anh à? Của lai của anh, cái đây. Xe. Đây đang nhìn cây. Có lại cây sơn liễu. Nó bị hết đi đây. Cho cái chậu hợp lý quá nhỉ. Cực hợp lý luôn mà chơi đầu bàn đấy. Bán hộp đấy nhá. Đây đấy, mấy tiền anh? Cái này tầm 1.300.000. Rồi. Quay lên nhiều bạn bè thích lắm anh. Xong rồi em qua số rồi em lên. Dễ của nó này. Dễ của nó già này. Tự nhiên đấy. Vâng. Đấy, sơn yêu. Thấy nhiều cây đẹp quá. Ngoài ghé tí. Đẹp đấy. Nhìn cái chậu đẹp nhỉ. Không kiếm cái chậu này ở đâu em không tìm. Thế nó mới này là phải cây nào vào mấy cái đồ nào. Em biết rồi nhưng mà vấn đề là những cái chậu này mua ở đâu ấy. Em ừ, quanh đây em không thấy. Nói chung là nhiều chỗ nó bán. Bát Tràng à? Ừ, nhưng mà nó phải đi tìm. Quanh hết giấy này à? Đây cả đây là anh em. Toàn cây đẹp này. Bán toàn cây sạch sẽ mà. Ra chợ này có phải hơi ấy nhỉ? Bây giờ chỉ láo. Đây. Đây là hàng Mai Chiếu Thủy. Mai Chiếu Thủy tầm đúng kiểu cảnh bonsai của mini độ 12 phân, nhưng mà tiêu chuẩn của bonsai đấy, nhưng mà thay ở cái chậu này đi tóm lại mà cô đây là đang nuôi nó à. Còn nó mà đã xong nó phải vừa tết công là công là tác phẩm sơn liễu đẹp quá và hoa liên tục quá chơi hồng hoa mai đấm tự nhiên mà già quá tinh xảo cho với chậu quá hợp lý. Toàn cây độc này. Nhiều người chơi những cái cục blue phôi bao giờ thành cây mà chơi đúng không? Chỉ cần đơn giản thôi nhưng mà nó bé thôi nhưng xinh. Chơi hết cả đợt. Mà hết. Chơi trong cốp xe còn được. Đi chơi trong cốp xe luôn. Đúng. Đem theo được cái hàng xách tay hàng gọi là bonsai xách tay. Anh toàn chơi cái dòng như thế nó đơn giản thôi. Sao lại hay đấy nhỉ? Vâng, của anh đúng không? Ừ. Anh em toàn cây đẹp nhỉ? Anh thì có thể tìm đồ bonsai này cơ. Vâng. Bonsai này nghệ thuật nó mới cao. Cây tùng này đẹp. Vạn niên tùng. Vâng. Vừa quân tử rồi. Nhưng mà phải chăm cho nó xanh xanh tí. Con này còn phải mất thời gian dày để bông. Đẹp. Giả lắm, chân vệ. Cảm giác rất khỏe khoắn quân tử nhỉ. Toàn cắt giật thì đâu, chỉ có tay thì bể tán thôi. Đúng rồi, giật hàng nó ra và à. Tay đòn nhất là cái tay đòn cái tử treo rồi nó to. Cái cây kia về bán luôn rồi ạ. Cây một cái quái vật đi. À, bán cho ai? Bán cho thằng ở ngoài trong phố Lùn. Phố Lối. Sao? Nhưng mà quen à hay nào? Đâu, trên mạng. Anh
bán cho nó, bảo nó 2 triệu nhưng bảo bớt cho 5 lít, thế là bán 1,5 triệu. Ở đây đòi 1 triệu là mua cho anh em về bán 1,5 triệu. Cây về gặp khách đấy. Mà cây đẹp thật đấy. Đẹp mà. Tặng độc nhưng mà vấn đề không ai biết. Đúng rồi. Thế khó. À đây bác cũng mang cả sơn đi đây, mang cả thuốc đi đây. Con đấy như con kỳ lân nhỉ. Và hàng đẹp. Đâu anh? Đây hồng ngọc mai này cũng hay chứ. Vâng, càng lâu càng đẹp. Em mê món này lắm. Không có. Này có mấy cái quả đỏ đỏ nó đẹp lắm. Sơ ri món xài. Đấy. Hàng này toàn hàng Việt thôi. Đây là cái nan điện diện đây này. Điện. Có tí lũa kia rồi. Đây là cái này với tay này đây, mình nếu mà bỏ cái này đi lấy cái này ngọn bên này này. Cái ngọn bên này này. Phóng vào thế này thôi. Ra tí chảy xuống như thay chậu. Thay chậu, thay chậu thật đẹp. Thành góc luôn luôn này. Có thằng thì mà chơi mặt kia chứ có thằng thì mà chơi mặt này, nhưng chơi mặt này thôi. Để em xem mấy mặt xem thế nào. Hàng điền xịn đây. Điền xịn luôn. Bán đồ vớ vẩn bây giờ còn đến đôi còn chả còn khó bán. Chơi mặt này anh ạ. Đúng rồi, chơi mặt này đúng không? Vâng. Thế trên mới phải để cái này để vâng. Đây mình những ngọn nó đây này. Vâng. Sau đó nó nằm ở khu vực này. Tay chính nó đây. Đây để làm nước côn con làm bông nhỏ nhỏ đấy được. Nói chung là ổn. Cái này mấy tiền là chúng nó biết anh? Con này nếu mà cần thì nó là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Khó giao dịch. Gọi là anh em nào kết thì cứ liên hệ đã. Đúng rồi. Nam điền xên luôn. Anh em quý nhau nhiều khi nó không này. To không nhỏ. Đấy. Đó thì tầm tầm thôi nhưng mà thế trơn. Em chỉ chơi những cái cây như này chỗ lộ đổ lại thôi. Con này làm con này làm con này đi nhiều thời gian đấy. Còn biệt thự nhà vườn thì tính sau. Chơi cho bạn cho cục đá ấy. Con này này đi mòn đá dễ rất nhiều luôn. Đây, nó cho nó treo leo xuống ấy. Đây, nó lùa và con để cho nó chảy xuống ở trên cây đá ấy. Cây này này mà lên sau nó có cái múi này bỏ cái này đấy. Sau múi này to này. Con này phải bỏ đá mòn đá tìm mòn đá này mình làm. Thế còn ông bên này. Ừ. Ông bên này. Hai con nhiều. Tầm ra đấy. Làm đôi hai bên nhỉ. Cũng làm là nó điền luôn toàn là làm luôn. Đôi hai bên. Nó đổ giá u biếu con này. Ở bên này bên kia đẹp. Cần cái đẹp. À. À. Đục tiếc ác phết nhỉ anh nhỉ. Đây phải làm đôi. Ông nào có điều kiện làm đôi hai bên. Công tuyệt đẹp. À bên này nhìn bên phía này nhìn bệ đẹp quá. Đẹp mà dưới đấy là mình. Đây mình đang nuôi nhưng mà của nó phải thay cái chậu đẹp. Đấy. Bên này. Đang. Tí đầy đủ hết đây. Tí ra đầy đủ hết. Hôm nay ngày thứ bảy mà. Này chở rất đông. Nên cây này của bác nào? Của thằng em có đi đâu. Đây rồi. Đây đòi 1 triệu. 1 triệu. Cái chú mà gần biển nhá, nó quý chú như vàng vì cái lưỡi bọt của chú là để gắn cái tàu hỏng. Kinh quá. Lôi đẹp chứ. Cái tội là nó hơi mất cái chân thôi. Của chú ấy của anh. Vâng, của chú. Dũng. Của anh đây nhỉ, này lại thiếu nhỉ. Con này mà cùng mà làm lấy 3 vai thôi. Đấy đúng là... rồi, dối quá. Lấy 3 vai cắt cái đi này. Rồi dối. Cắt cái này đi này, cả cái này cắt đi này. Làm tí trực quyền. Lấy 3 vai. Trực hoành, trực hoành. Con này cắt gần hết. Cắt luôn cả cái này lấy mũ này. Nhưng mà trực hoành thì mất bệ. Đấy, khó. Cây này chăm chút trên quá mà dưới thì thiếu. Ừ, mà thường thường cây đây bị vọt. Thế. Nó lớn lên trên. Nó cái bị này, thắt ở dưới rồi. Cây này cắt chun thì vẫn đẹp lắm. Con này bấm đi làm phôi thì đẹp. Con này cắt chun. Con này cắt chun.
rụt lại não này to á thì phải tỉa liên tục ổi này chỉ có chơi mầm thôi nó đỏ đỏ ổi anh à, ổi đấy. Đang thương tiếc cái bệ quá chứ không đẹp tay rụt lại tí chung là ngon rồi. Chủ cây đang đi ăn sáng hết ở đâu ấy. Chả thấy chủ đâu. Đây đi sớm quá. Bonsai này còn sai mấy yêu cầu nghệ thuật cao, đỉnh cao nghệ thuật. Đấy ông chỉ cần lỗi một tí là người ta nhìn thấy ngay. Những cái to nhiều khi không để ý, chỉ nhìn tổng quan. Nhiều khi bỏ qua được. Không phải... Đây, hai cục này oanh, hay đấy nhỉ. Con này đúng như cái con kỳ lân nhỉ, kỳ lân này tỷ hưu cũng được. Yeah. Nhìn cái hốc mắt với cái miệng chân mẹ toàn năm tiền anh nhỉ. Những con như này thì bao nhiêu tiền anh? 3 triệu. Con đấy mà hình tượng đẹp. Con này chơi rẻ hay anh đọc cho em cái số của anh này. 0164 722 9568 đã quên tên rồi, trước có nhớ anh Lập. Cây hàng đầu ở khu này rồi. Em quay em cho lên mạng. Nhiều người cứ hỏi. Nhiều khi đi quay mải quay quên không hỏi tên hỏi số. Không về người ta cứ hỏi không nhớ. Đây thì cây Si Giáng Đình của đại ca trước. Đẹp. Cái này rất hay. Để chia đều. Đúng. À đây sang cuộc giao dịch này phát rồi. Đang giao dịch cái vú bò. Quá dài không? Đây. Rồi nhưng mà để nó nuôi chứ mà. Chỉ các của nó vào chậu vào trên khe nó đặt thì nó ra nhiều khác đấy rồi đấy, nhưng còn làm thọ thì nhưng mình giao dịch thì thế là nói chứ còn riêng vào bác thì em biết được bác kiểu bác rồi khác thôi nhỉ. Nói thật nói vui thế thôi, từ đấy anh em mà cắt đôi. Tức là mất vú bò ngay. Sang rồi à? Sang tên à? Đấy. Đấy nó bảo mình rồi. Có cái hàng độc đem đi thì nhanh lắm. Ok đây chưa? Nhẹ. Chưa thấy cây vú bò nào như này đâu. Riêng anh cái này nếu mà nói anh cái này thì nhiều tiền. Ôi lui vất đấy, ai thích thì đâu. Để chơi đã. Hàng độc thì không cần bán. Đấy. Hơi hiếm đấy là em ạ. Vâng, em biết rồi. Đấy mà nó có nhiều tiền đâu. Kiếm đâu ra bây giờ? Đâu có. Không có đâu. Mà cây nó lại vừa cây vừa quả. Đẹp. Đúng là nhà quê bao đấy. Đúng mà. Chơi được cái này sung thì thua xa. Sung ăn thua gì? Tôi chơi cái này sung còn thua xa thật. Cổ, đúng là cổ.
gỗ mềm mà dây mà mình gặp các bạn những cây thì nói chung là cái khu này hiệu quả. Thì ta chấp nhận tay đi những cái chỗ nó như kiểu vô hình thì nó mới thêm được cái đồ cây quạt. Nhìn chưa? Màu cho em đi với. Các bạn có thời gian không? Đi theo. Đây sộp xi đà. Xi đá đấy. Túc túc đấy hả? Đấy đấy, túc đá đỏ đấy. Túc sộp. Túc đá đỏ. Thích gọi nào thì gọi. Đây này chơi tiểu cảnh, đầu an đúng là cây cột cụ, cây này chơi tiểu cảnh ý. Nhìn qua đúng tưởng xanh. Đây là cây để đầu an xong bắt đầu cho tiểu cảnh chạy cầu cái đấy. Con này làm cái này đi. Hai trời ngọt. Đây này, tí nữa mà sau đó bắn ra mà đỏ chót. Đẹp. Hai tay mồi ngọt rồi. Đấy. Con này mà làm tiểu cảnh bắn ra đỏ đẹp lắm. Ba củ. Ba củ. Rồi cái bệ này bao nhiêu năm trời? Đây này thì chỉ được nói chung là quá lâu lắm. Già chát. Bệ đều. Bệ rất đều. Nó đẹp thế này, bệ nó đẹp cái cổ thụ. Nó lại cây nó có phải là cao như thế này, nó có một tệ thế này. Làm cái bóng cũng ngân tí như thế này. Đấy. Đúng không? Quan trọng là nó cây ở được cái đoạn đấy. Cái xanh này của anh quá hay này. Và giả tận chi dắp luôn. Này thêm cái máy đinh nữa thì cũng hay đấy anh nhỉ. Hay không cần. Không cần. Tay để ôm với cái máy đinh. Chốt tay nó đẹp. Và bonsai sai. Này mà làm bông nó mịn tí nữa rồi. Đâu anh? À đấy. Vâng. Rất thích để đi cắm gái cho trẻ. Đó cái tầm đắc của cây tùng này. Có cái tay kia tuyệt vời. Chốt tay quá đẹp, cái tử treo. Đó. Chân vệ. Đúng rồi, điện đó. Đúng rồi, điện đó.